À, chào các bạn. Nhân dịp cuối tuần á, thì mình có nấu nồi lẩu mắm để chiêu đãi cho cả nhà. Thì mình có quay lại để chia sẻ đến mọi người luôn. Lẩu mắm hôm nay thì mình nấu theo cái vị của người miền Tây, thơm ngon mà nó đậm đà. Thì nếu thích món này á, mình mời các bạn cùng vào bếp nha. À, những cái nguyên liệu chính để nấu món lẩu mắm á, thì mình dùng là 300g thịt heo ba rọi, 200g tép, các bạn dùng thêm chả hoặc mực tùy thích. Đây là 4 khứa cá hú là 450g. Đây tất cả mình đã rửa sạch, mình để gáo. Mình dùng 3 cây sả, 1 ít ngải bún, 3 trái ớt, 1 trái khổ qua, 2 trái cà tím. Đây là bịch mắm. Thì để nấu lẩu mắm nó được ngon hơn á, thì mình dùng cả mắm cá sặc và mắm cá linh luôn. Cái bịch mắm này 300g thì mỗi thứ mình dùng một nửa đó. Ngoài ra mình chuẩn bị thêm rau và bún để ăn kèm. Xong hoàn nguyên liệu thì bây giờ mình bắt đầu làm. Để giữ cho phần cá được tươi thì mình pha 2 chén nước với 1 muỗng canh muối, rồi mình cho cá vào mình ngâm như vậy nè. Khi nào ăn á thì mình mới vớt ra. Bịch mắm cá sặc và cá linh nè, mình cho hết vào nồi. Rồi mình cho vào đây là 600ml nước lọc, là nó khoảng 3 chén nước lưng đó. Mình cho vào để mình nấu mắm cho nó gã thịt ra. Nấu mắm nhanh lắm các bạn. Mình nấu cho nó sôi lên xíu là nó gã thịt ra hết đây nè. Giờ mình sẽ lược qua cái nồi khác, mình bỏ xương. Mắm cá sặc với mắm cá linh đó, nấu chung rất là thơm. Cho nên các bạn mà muốn nấu lẩu mắm ngon đó thì các bạn kết hợp hai loại này ha. Lược mắm xong thì mình cho vào đây là 1 lít nước dừa để nấu lẩu mắm cho nó ngon hơn. Nước dừa cộng với nước nấu mắm luôn là 1.6 đó. Đây là ngải bún và một cây sả đập dập. Mình bó với lại ngọn sả đó, mình cho vào mắm mình nấu để cho nó ra mùi thơm. Nấu mình để lửa nhỏ riu riu nha. Trong lúc nấu ngải bún và sả cho nó ra mùi thơm á, thì mình sẽ đi cắt thịt. Mình cắt miếng vừa ăn. Thì mình cắt khoảng chừng này là vừa nè. Hổ qua thì mình bỏ sạch cái phần ruột, rồi mình cắt miếng như vậy. Cà tím mình cắt khúc ra, rồi mình cắt miếng vừa ăn lại. Miếng nhỏ thì mình cắt làm 2, còn bự bự thì mình cắt làm 3. Cắt vừa ăn là được rồi. Tỏi mình dùng khoảng 5 tép, mình băm nhỏ nó ra. Rồi 2 cây sả mình cũng băm nhỏ ra luôn. Mình cho vào chảo khoảng 1 muỗng rưỡi dầu ăn. Rồi mình sẽ cho tỏi vào mình phi trước. Phi cho tỏi thơm mà nó hơi vàng như vậy nè. Thì tiếp tục mình cho hết phần sả vào mình phi chung. Tỏi xả thơm thì mình cho thịt vào xào. Cái phần thịt nó lâu chín hơn á, cho nên mình cho vào trước. Còn nếu lười á thì các bạn cho cả hai vào mình xào chung cũng được ha. Thịt vừa sang thì mình cho tép vào mình đảo đều.
nếp thịt mình xào sơ cho nó thơm thì mình sẽ tắt bếp, mình cho vào mắm. Mình cho hết vào nồi mắm. Còn cái thằng tỏi xả dính chảo nè, mình chán mình cho vào luôn cho nó thơm. Trong mắm nó có vị mặn rồi, cho nên mình chỉ nêm thêm khoảng một muỗng cà phê bột ngọt. Rồi đường, mình sẽ nêm vào đây hai muỗng canh đường, hơi vung ha. Lẩu mắm miền Tây thì nó có vị hơi mặn mặn ngọt ngọt, đậm đà thì nó mới ngon ha. Hoặc là các bạn có thể nêm nếm tùy theo khẩu vị của gia đình mình. Nấu một xíu cho tép với thịt nó vừa chín á, thì mình sẽ cho vào đây là hai trái ớt băm nhỏ cho nó có vị cay cay, nó ngon hơn. Xong thì mình sẽ cho cà tím với lại khổ qua vào luôn ha. Cà với lại khổ qua mình cho vào, mình đảo chút xíu thôi. Thì tiếp tục mình cho cá vào. Cá mình cho vào sau cùng nha. Cho cá vào mình để cho nó ngập xuống cái phần nước mắm. Cái này mình không nấu lâu nha các bạn, vì mình còn múc cả lẩu mình ăn nữa đó, cho nên mình chỉ nấu cho nó vừa sôi lên trở lại là được. Hoặc là cái phần cà, khổ qua và cá đó thì mình để riêng, khi nào múc ra lẩu thì mình mới cho vào sau cũng được. Cho cá vào mình nấu cho nồi mắm nó vừa sôi trở lại như vậy nè, thì mình sẽ tắt bếp, mình múc ra lẩu mình ăn ha. Thơm lắm luôn á các bạn ơi. Thì cái nồi mắm này mình nấu á, mình phân ra được hai cái lẩu. Lẩu mắm hôm nay thì mình ăn với bún với lại rau. Rau ăn với lẩu mắm á, có rất là nhiều loại các bạn. Mình thích loại nào thì mình dùng loại đó thôi. Vậy đây mình có bông súng nè, cù nèo, rau đắng, bắp chuối, rau muống bào, rồi lại giá hẹ, rau thơm. Ngoài cá nè, thịt và tép ra đó, thì các bạn có thể dùng thêm mực hoặc là chả, tùy thích ha. Lẩu mắm thì cũng có nhiều người không ăn được, nhưng mà ai mà ăn được rồi á thì rất là thích luôn. Bởi cái mùi vị của nó dân dã nhưng mà nó rất là ngon. Có thời gian thì các bạn hãy thử theo cách của mình đi, và mình đảm bảo các bạn sẽ không thất vọng đâu. Như vậy là mình đã chia sẻ xong cái món lẩu mắm rồi. Thì mình cảm ơn các bạn đã xem hết video. Và mình chào, hẹn gặp lại các bạn trong lần sau nhé.